Kênh YouTube Vinh Ly Lý Khai Vinh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình dắt các bạn đi shopping với lại đi ăn vòng ở khu nhà mình ha. Cái tiệm này là nó bán đồ của Nhật, có một số đồ nhìn rất là hay, giống như cái dĩa này đó là nó để ý có hình bông đào nhưng mà làm chút đặc biệt chút là nó phun thêm mấy cái chấm trắng giống như là tuyết rơi đó. Này là hoàn toàn là đồ thủ công rẻ tiền của Nhật đó mấy bạn, rẻ tiền nhưng mà so với lại đồ thủ công của mấy khác, mấy dùng khác thì nó vẫn cao cấp hơn chút xíu đó. Cái này là toàn bộ nước chấm, mình có thể mình gom toàn bộ cái bộ này về. Này là đồ animate, phim hoạt hình đó mấy bạn. Đó, ai thích gì mua đó. Mà tiệm này thì nó bán cũng hơi lung tung chút. Ở phía ngoài đó là nó chủ yếu nó bán mấy cái đồ cho em bé, đồ mấy cái thạch cao này nọ. Còn mấy thứ này là hoàn toàn bằng nhựa không à. Rồi tới phần sắc đẹp. Phần này là áo này nâng đủ thứ, xài gì thứ gì là nâng thứ đó được hết á. Cái này nâng càm của mặt nè. Rồi tới cái phần thạch của mình nói nè. Phần thạch này thì họ làm trái cây rồi hoa quả đủ thứ hết á. Chắc cho con nít là mấy bà bầu ăn giặt. Thạch này là trái này chắc là trái mơ. Đúng rồi, cái từ puree đó là mấy cái đồ ăn nó xay nhuyễn, nhưng mà ở đây nó để từ puree mà mình thấy là giống như là xương xa với lại xương sáo này nọ thôi, xương xa thôi đúng hơn. Rồi bỏ cho cây ở trọng này chắc là lê quá. Này có quýt nữa. Bán cũng nhiều đồ hay lắm các bạn, hoàn toàn là phần lớn là đồ của Nhật nhiều. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài vòng vòng khu A Avenue đường số 8. Khu này là Chinatown của Brooklyn các bạn ơi. Cái bữa này đó là trời cũng hơi lạnh chút xíu, thành ra là ai cũng còn bận áo lạnh hết á. Khu này bán đủ thứ đồ hết, trái cây rồi nhiều lắm. Mình đi qua tới đây là tại vì mình đi qua đi lại là mình có để ý tới một tiệm nó bán vịt, chuyên về vịt, để mình hôm nay mình vô mình ăn thử coi sao, mong là đừng có làm mình thất vọng. Ở cái hàng ngoài đó bày ra đường thì người ta bày nhiều trái cây lại rau quả lắm. Sắp tới rồi mấy bạn. Tiệm này nè. Tiệm này chắc mình không biết là tên gì nhưng mà chắc là ba con vịt. Chào bạn.
Hôm nay rảnh rảnh thì mặc đồ bảnh chút nha. Hình đồ thì lên thấy cũng được mặc lắm. Rồi mình kêu một tô là miếng. Miếng lòng vịt đủ thứ. Với lại một cái vịt khô. Vịt khô mà chắc họ hấp lại chút xíu. Rồi bây giờ mình mời mấy bạn ăn thôi. Rồi tiếp tục với lại miếng giò cháo quẩy trước mấy bạn. Có bỏ giò cháo quẩy với lại đậu hũ chiên nữa. Rồi thêm miếng cải, miếng mệ vịt cho giòn giòn. Tiệm này thì ăn cũng lạ lạ thôi. Mình nghĩ là tiệm này họ có một cái nguồn vịt cung cấp rất là cố định, thành ra là mới dám mở tiệm vịt ở đây. Ở đây thì Mỹ thì nuôi gà nhiều hơn vịt. Vịt nó cần nước đó mấy bạn, thành ra là nuôi chắc sẽ phức tạp hơn gà rất là nhiều. Không có phổ biến. Chỉ có Á Châu mình với lại một số tiệm châu Âu đó thì hay ăn vịt thôi. Còn cái dĩa này đó là khô vịt mà họ chắc họ hấp xong rồi bỏ cần với lại hành ngò lên trên. Hơi mặn mặn. Vịt khô không có da mấy bạn, chỉ còn xương với lại thịt thôi. Ăn cũng lạ lạ. Cái này logo của cái tiệm. Cứ từ từ mà thưởng thức, từ từ mà thưởng thức. Mình kêu có chừng 3 món thôi. Là tô miếng lòng vịt với lại dĩa vịt khô, với lại thêm một món tráng miệng là thạch cao xương sa với lại trái cây. Họ bỏ thêm chút đậu phộng. Chút đậu phộng lại nước đường. Thạch này thì nó không có đường. Đậu phộng mấy bạn. Còn trái cây thì cắt dưa hấu rồi đỏ đỏ cho nó đẹp thôi. Ăn thì rất là mát miệng. Này mùa hè ăn thì mát lắm. Họ để trong cái muỗng đen này các bạn, thành ra là xúng xính. Ánh đèn màu vàng nữa, thành ra nhìn nó giống như có ánh kim ở trong vậy đó. Thôi mình tiếp tục ăn thôi. Tiệm này bình dân có mười mấy đồng một tô thôi, thành ra là chất lượng thì chỉ tới mức này thôi mấy bạn. Muốn đặc biệt hơn chút nữa thì chắc phải đi kiếm cái tiệm nào sang sang với lại làm đồ lạ hơn chút nữa. Khu mình thì chỉ bán đồ bình dân thôi. Rồi tới đây video mình xin hết. Mấy bạn ủng hộ thì cố gắng comment với lại share video, subscribe kênh giùm mình ha. Mình rất là chân thành cảm ơn. Dạo này mình làm rất là bận nhưng mà cũng cố gắng ra video cho các bạn coi.